nhân kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong, hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ. Sáng ngày 23 tháng 7, quận Đoàn Đống Đa phối hợp cùng ban chỉ huy quân sự quận và các bệnh viện trên địa bàn tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho cựu thanh niên xung phong, người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn. Phát huy tinh thần tương thân tương ái vì sức khỏe cộng đồng, đây là chương trình tình nguyện được quận Đoàn Đống Đa phối hợp với các đơn vị tổ chức thường niên hàng năm nhằm thăm hỏi động viên, khám bệnh, tặng quà và cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công với cách mạng, các gia đình chính sách. Được Bác Hồ kính yêu đích thân sáng lập trong ngày tháng đầy cam go của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trải qua các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc chống thực dân, đế quốc và bảo vệ biên cương tổ quốc, cũng như trong sự nghiệp kiến thiết đất nước, các thế hệ thanh niên xung phong và cựu chiến binh đã không quản ngại hy sinh gian khổ, luôn có mặt ở những nơi khó khăn nhất và luôn hoàn thành nhiệm vụ hết sức nặng nề nhưng rất đỗi vẻ vang, mang trong mình dòng máu lạc hồng và trái tim rực lửa cách mạng, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, quyết tâm sắt đá, can không đúng chí không sờn. Các thế hệ thanh niên xung phong và cựu chiến binh đã làm dốc pha đi thấp xuống, đèo Lũng Lô ngắn tại, Trường Sơn xẻ dọc nối liền với hậu phương lớn, với tiền tuyến lớn, góp phần quan trọng không thể thiếu để làm nên những trận chiến Điện Biên chấn động địa cầu, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thống nhất đất nước, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tại buổi khám sức khỏe miễn phí, các ông bà, thương binh, bệnh binh đã được các y bác sĩ tận tình thăm khám sức khỏe tổng quát, siêu âm ổ bụng, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc đái tháo đường, tư vấn điều trị, tặng quà và phát thuốc miễn phí. Thì quân sự quận và quân đoàn đã tổ chức các cái hoạt động để tri ân tới các bác, các đồng chí là thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và cán bộ hội viên của Hội Cựu Thanh niên xung phong, Hội Cựu Chiến binh quận Đống Đa. Hôm nay thì Ban Chỉ huy quân sự quận cùng với Ban Thường vụ quận Đoàn Đống Đa tổ chức một chương trình tặng quà cho các bác, các đồng chí cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn và mời các bác sĩ của các bệnh viện đến thăm khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho các bác, các đồng chí là thương binh, bệnh binh, cán bộ hội viên Hội Cựu Thanh niên phong và Hội Cựu chiến binh quận Đống Đa. Đây là một việc làm hết sức ý nghĩa của thế hệ trẻ dành cho cán bộ hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Cựu chiến binh, các bác, các đồng chí là thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, những người đã có một thời xung pha trong lửa đạn, không sợ hy sinh gian khổ, thậm chí bỏ cả phần cơ thể nơi chiến trường để giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Đây là hoạt động đền ơn đáp nghĩa được duy trì hàng năm của quận Đoàn Đống Đa, thể hiện sự tri ân đối với lực lượng thanh niên xung phong đã cống hiến vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, để ghi nhận những thành tích đóng góp trong thời gian qua, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam quận Đống Đa đã trao tặng huy hiệu cựu thanh niên xung phong làm theo lời Bác cho đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm, Bí thư quận Đoàn Đống Đa. Nhằm thể hiện tình cảm trân trọng của tuổi trẻ quận Đống Đa và các đơn vị đồng hành tài trợ cho chương trình đối với các thế hệ đi trước. Tại chương trình, những phần quà thiết thực, ý nghĩa đã được gửi tới các gia đình cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, như một lời tri ân cho những đóng góp to lớn của các bác.